Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Những ngày qua thì có khá là nhiều bạn đã nhắn tin cho Phúc hỏi là tại sao Phúc không tiếp tục ra những video về lọc nữa. Thì cũng chia sẻ với mọi người luôn là dạo gần đây thì Phúc có khá là nhiều công việc cần phải giải quyết, nhưng mà Phúc vẫn liên lạc và trao đổi với lọc, cũng giống như là tư vấn và hỗ trợ lọc ở bên ngoài, không quay những cái chiếc video để đăng lên nữa. Do đó những ngày nay mọi người nhìn thấy những chiếc video mà Phúc đăng lên trên YouTube á, là những video đã quay cách đây khoảng hơn 1-2 tháng rồi. Còn những video mà mới mới giống như là có cái background phía sau Phúc á, thì mọi người sẽ để ý là những video mà Phúc mới quay dựng khá là đơn giản và đăng lên một cách trực tiếp luôn. Thì sự việc của Lộc á, thì bản thân Phúc hay là Lộc á, đều dự tính được biết chắc rằng á, là nó sẽ đến ngày hôm nay. Cũng giống như là sẽ bị nhận gậy đánh vơ về phía câu chuyện bản quyền từ anh chủ nhà. Cho nên điều này cũng không có gì là phải lo lắng cả. Bởi vì giả sử như trường hợp nếu như kênh của Lộc hoàn toàn sụp đổ 1 triệu sub thì nó cũng nằm trong những cái thiệt hại mà Lộc chấp nhận được. Bởi vì ngay từ đầu Lộc cũng đã chấp nhận là sẽ bỏ cái kênh này đưa cho anh chủ nhà rồi. Thì việc giữ cái kênh này lại chỉ mang tính chất kỷ niệm thôi. Các bạn có thể thấy đó, Lộc cũng quay những chiếc video đăng lên trên kênh YouTube này nhưng mà cũng không có đăng quá nhiều video để mà kiếm view từ các bạn. Sở dĩ lý do đơn giản là thứ nhất là Lộc phù hồ biết được là cái câu chuyện đánh bản quyền nó sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Và cái lý do thứ hai là cái kênh này ngay từ đầu các bên hay là Lộc sau khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng á, thì cũng đã muốn là lấy cái kênh để làm cái một cái kỷ niệm giữa hai anh em, kỷ niệm về cái khoảng thời gian mà mình làm YouTube. Và Lộc cũng đã suy tính rằng Lộc sẽ phải tạo một kênh mới để mà bắt đầu lại từ đầu. Do đó những cái gì mà diễn ra ngày hôm nay nó đều nằm trong cái khuôn khổ nhất định mà Lộc đã chọn. Thì trong video này Phúc sẽ giải quyết 3 vấn đề cho mọi người. Vấn đề thứ nhất là vấn đề cấp bách nhất gần đây, đó là tại sao kênh của Lộc bị ăn ba gậy. Thì như các bạn cũng đã biết đó, thì Lộc đã có 2 video chia sẻ về vấn đề này trên kênh của Lộc, về câu chuyện là bị ăn gậy từ phía anh chủ nhà với cái gmail có tên là gamdongphim@gmail.com gì đó các bạn. Thì cái 3 video mà Lộc bị đánh gậy, video thứ nhất đó là thử thách Lộc xây 100 viên gạch, video thứ hai là thử thách Lộc phu hô giác 30 bao gì đó, video thứ ba là vịt quay mè mua nợ Lộc phu hô ăn mừng. Đó là 3 video mà Lộc bị đánh bản quyền. Và cái kênh mà đánh bản quyền Lộc á, theo như phía Lộc cho biết, đó là cái kênh của anh chủ nhà. Tức là cái Gmail mà đang có mặt, đang có hiện diện trên cái kênh anh chủ nhà này đã dùng những cái sản phẩm trước đó của kênh này để đánh Lộc. Và nếu như mà các bạn kỹ hơn một chút xíu, các bạn vào kênh của anh chủ nhà thì các bạn có thể thấy là hiện tại trên kênh anh chủ nhà chỉ còn có 4 video công khai thôi. Nhưng thực tế là những video trước đó mà Lộc đã làm trên kênh anh chủ nhà đó đã được ẩn đi, mục đích là để phục vụ cho việc đánh gậy vơ này. Và anh chủ nhà đã ẩn video này với 2 lý do. Lý do thứ nhất là để cho mọi người không thể nào report những video của anh chủ nhà khi có hình ảnh của Lộc. Lý do thứ hai là anh chủ nhà dùng cái chiêu thức này để có thể toàn tâm trọn vẹn đánh bản quyền kênh của Lộc. Đó, đó là cái hướng đi của anh chủ nhà trong những ngày vừa qua. Thì nếu như mà mọi người để ý á nha, thì hiện nay trên mạng xã hội hay là trên các dịch vụ về YouTube á, người ta cũng có những cái dịch vụ đánh gậy vơ mà lần trước Phúc cũng đã chia sẻ rồi. Và thông tin này là một thông tin đúng đắn từ một cái net rất là uy tín tại Việt Nam công bố cho Phúc biết. Có thì có những cái cách đánh gậy vơ rất là tinh vi. Cách đầu tiên đó là anh ta sẽ sử dụng một cái công cụ, đó là tải cái video trên YouTube của một cái người mà anh ta muốn đánh về. Sau đó anh ta đăng tải lên trên một cái kênh nào đó của anh ta, set up ngày quay trước cái ngày mà cái kênh chính người ta đăng lên. Ví dụ như cái kênh của Lộc đăng vào ngày 20 đi, thì anh ta tải video về và đăng cái video đó, sau đó set cái ngày quay trong cái YouTube á là trước ngày 20, sau đó gửi cho YouTube để xét duyệt và đánh bản quyền. Đó là nhận gậy đánh vơ đó các bạn. Cái phương pháp thứ hai đó, anh ta sẽ tải cái video đó về, đăng tải lên trên các nền tảng khác, ví dụ như là Facebook, TikTok, sau đó anh ta chụp màn hình lại và gửi cho YouTube để YouTube xét duyệt. Anh ta sẽ thể hiện rằng đây là video của anh ta sáng tạo, thì anh ta sẽ lấy lý do là do cái video này anh ta đã quay trước đó rồi nhưng mà không có đăng lên và bị người khác đăng lên trước. Đó là YouTube nó sẽ xét duyệt dựa trên những cái phương thức đó. Và các bạn biết đó, khi mà bị cảnh báo bản quyền thì YouTube nó sẽ xóa ngay video đó, và trong một khoảng thời gian nhất định sau khi mà các bạn khiếu nại thành công thì video đó sẽ được trả về. Nhưng mà cái mà bất lợi nhất là những video mà được trả về đó nó sẽ không còn được đề xuất của YouTube nữa. Nó sẽ bị hạn chế đi lượt tiếp cận người xem và lượt view, làm cho cái giá trị của kênh thời điểm lúc mà chúng ta kháng cáo xong á, nó quay trở về á, thì nó không còn như ban đầu nữa. Nó làm mất đi cái tính năng đề xuất cho cái kênh của chúng ta rồi, và cái thu nhập từ cái kênh nó cũng sẽ bị giảm sút rất là nhiều. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà Lộc cũng đã dự tính sẵn á, là nếu như mà bị đánh gậy bản quyền tiếp tục như vậy á, thì Lộc phải tạo kênh mới. Đó, đó là cái cách mà Lộc đã sử dụng. Còn mà tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi thứ hai, đó là tại sao anh chủ nhà xóa bài viết trên cộng đồng.
Như các bạn cũng biết đó, từ khi mà sự việc này nó xảy ra đến đỉnh điểm cao trào sau khi mà cái hợp đồng là phu hô với anh chủ nhà bị phanh khui là không có giá trị về mặt ràng buộc, chỉ có giá trị về mặt pháp lý, những điều khoản trong hợp đồng này nó cũng có những điều khoản quy định vi phạm những cái điều kiện nhất định và những cái quy định nhất định của luật. Do đó thì anh chủ nhà cũng đã có rất là nhiều động thái khác nhau. Thì ảnh cũng có làm video, sau đó ảnh cũng đăng tải lên trên kênh của ảnh, nhưng mà cái lượng dislike rất là nhiều. Thì mọi người đều cho rằng cái lượng dislike đó là do fan của Lộc, nhưng mà có chắc chắn là hoàn toàn là do fan của Lộc hay không, hay là còn những cái người khác khi mà người ta quan tâm chủ đề này và người ta nhìn cái cách anh chia sẻ thì người ta đều cảm giác là anh có vấn đề thì người ta mới dislike cái video của anh. Thì anh chủ nhà cũng đã đăng tải rất là nhiều cái status trên cái mục cộng đồng của anh. Thì sau khi mà đăng đó được khoảng vài ngày vài giờ thì anh liên tục xóa những cái status đó. Và mới gần đây nhất là có hai status mà anh đăng trên cái cục cộng đồng của anh. Status thứ nhất là khoảng 17 giờ trước, anh có ghi cái câu là ai kia chỉ muốn được PR một cách một tí, ai ngờ vụ này được Lộc PR quá lớn, phóng lao theo lao, giờ nhả ra chắc chúng chửi sắp mặt, thân gửi. Và anh chụp một cái màn hình tin nhắn của một cái nick tên là Kim Thủy. Thì các bạn có thể đặt một cái dấu chấm hỏi chỗ này nè, tại sao anh chủ nhà lại đăng những cái mục này lên? Thì mục đích duy nhất của anh á, là muốn lái dư luận thôi, và muốn để cho mọi người á, gọi là đọc những cái tin nhắn nó không có rõ ràng và nó mơ hồ. Anh lựa chọn những cái tin nhắn nào mà có thể phục vụ cho cái việc đánh truyền thông của anh á, anh đăng lên để cho những cái người nào mà người xem á, những cái người nào mà dễ lung lay á, người ta xem xong á, người ta sẽ suy nghĩ lại hướng chắc Lộc hay là Thủy nó có vấn đề gì đó. Thì anh chủ nhà anh mới đăng lên như vậy. Rồi tiếp theo đó là cũng khoảng 12 giờ trước, ảnh có đăng một cái tab lên trên kênh Thịnh Hành của ảnh. Ảnh cũng có đăng một cái status lên trên cái cộng đồng đó là mình xem được clip tìm được người đầu tư đầu tiên, vừa mới gọi cho anh để biết được nhiều thứ, từng nghe Lộc nhắc đến hôm nay, biết tất cả, vào xem idol, các bạn ăn cháo đá bát như thế nào, fan cuồng Lộc, vào xem nè. Mình chuyến đi tìm hiểu sự thật, sắp tới công khai tất cả mọi người sáng mắt, con người Lộc như thế nào mà mọi người thần tượng, hiền lành, thật thà hay kẻ láo, ăn cháo đá bát. Anh chia sẻ số điện thoại trong nếu thắc mắc hát thì cứ alo cho anh. Do là mình không tiện để có thể đưa hình ảnh của anh này lên trên, vì mình sợ là bị đánh bản quyền nữa, cho nên là nếu như mà bạn nào quan tâm thì mình sẽ up cái này, up cái hình ảnh này, mình up thẳng lên trên kênh Rai của mình để mà các bạn có thể xem trực tiếp và không bị đánh bản quyền vơ. Thì các bạn để ý nha, anh chủ nhà nói là cái ảnh mới xem được cái video này, nhưng mà cái video này thời điểm nó ra là khoảng 8 phút trước. Và sau khi xem 8 phút xong thì ảnh đăng liền ngay lập tức luôn các bạn. Đăng liền này lên. Thì các bạn sẽ đặt ra rất là nhiều giả thuyết. Thứ nhất là tại sao thời điểm này lại có một cái nhân vật lạ lẫm đó lên xuất hiện làm một chiếc video trên một cái kênh nó không có lượt đăng ký nhiều. Và cái thứ hai là tại sao anh chủ nhà lại share cái link này lên trên cái kênh của ảnh để làm gì? Có phải là để minh chứng hay là lái dư luận sang một cái hướng khác hay không? Thì các bạn, nói chung là thật ra nếu mà các bạn suy nghĩ thì các bạn cũng nhìn thấy được là cái động thái đi của anh chủ nhà như thế nào. Một câu hỏi thứ hai mà mọi người đặt ra là tại sao những cái bài viết mà anh chủ nhà viết trên tab cộng đồng của kênh anh chủ nhà đều bị xóa? Thì không phải là bởi vì anh chủ nhà bị đánh dư luận nhiều quá hay là bị mọi người chửi mà anh xóa đâu mọi người. Anh không có sợ gì nữa đâu. Tại vì nếu mà anh sợ thì anh sao không có làm những cái động thái tiếp theo như ngày hôm nay đâu. Mà mục đích của ảnh đó là ảnh đang dẫn lối dư luận để dư luận hướng về phía ảnh. Và mọi người biết không, hiện tại thì dư luận người ta đang rất là quan tâm về cái câu chuyện này, và người ta ủng hộ Lộc bởi vì cái con người của Lộc, bởi vì sự thật thà của Lộc. Và để mà làm Lộc sụp đổ hoàn toàn thì không phải là chỉ là cái kênh YouTube một chiều subscribe bị đánh bản quyền xong đó bị gỡ hoàn toàn đâu các bạn. Mà để đánh dứt điểm thì phải đánh vào cái câu chuyện là bản tính của Lộc, bản chất của Lộc, nhân cách của Lộc nó có thật sự như những gì mà chúng ta đã từng tiếp xúc ở trên mạng hay không. Thì thực tế là Phúc cũng đã có video phân tích về vấn đề này rồi, nếu mà bạn nào quan tâm thì bạn có thể xem lại video đó. Nhưng mà cũng phải nói đi á, cho các bạn biết á, là anh chủ nhà đăng status rất là nhiều nha. Thì mới gần đây thì có hai cái status mà anh đăng trên cái tab của ảnh, thì mình không biết là sau khi đăng cái hai status này xong thì bao lâu ảnh sẽ xóa nữa. Nhưng mà cái status đầu tiên á, là ảnh đăng là cách đây 17 giờ và anh ghi là ai kia chỉ muốn được PR một tí, ai ngờ vụ này được Lộc PR quá lớn, phóng lao theo lao, bây giờ mà nhả ra chắc chúng nó chửi sắp mặt, thân gửi. Sau đó anh chụp một cái màn hình tin nhắn với một cái nick có tên là Kim Thủy trên Messenger nha các bạn. Và cái
Cái post thứ hai mà anh đăng lên có nội dung như sau là: mình xem được clip tìm được người đầu tư đầu tiên, vừa mới gọi cho anh mới biết được nhiều thứ từng nghe lọc chắc đến hôm nay. Biết tất cả vào xem idol các bạn ăn cháo đá bát như thế nào. Fan cuồng lọc vào xem nè. Mình chuyến đi tìm hiểu sự thật sắp công khai tất cả mọi người sáng mắt con người lọc như thế nào mà mọi người thần tiện, mà mọi người thần tượng hiền lành thật thà hay kẻ ăn cháo đá bát. Anh chia sẻ số điện thoại trong clip đó, ai thắc mắc gì thì cứ alo anh. Thật sự là khi mà đọc cái post này, mình đọc mình cũng muốn léo cái lưỡi của mình luôn các bạn. Nhưng mà thôi bỏ qua cái yếu tố đó ha. Thì vào nội dung của cái post này, ảnh nói là ảnh xem được cái clip này của người đầu tư đầu tiên, sau đó gọi điện thoại cho ảnh nghe được từng thứ, biết được nhiều chuyện. Nhưng mà các bạn có để ý không, cái giờ đăng của cái video này á, đây, là khoảng 12 giờ trước. Nó trùng với cái giờ mà anh chủ nhà đăng post này. Và đặc biệt có một cái điểm mà chúng ta cần chú ý hơn nữa là cái video này được đăng cách đó là khoảng 8 phút, thì ngay sau đó anh chủ nhà cũng đã đăng cái post này lên. Như vậy là không biết là cái câu chuyện nó dài đến bao lâu, mà kể từ khi đăng video này đến 8 phút anh chủ nhà xem hết video này thôi thì nó cũng đã chiếm bộn thời gian rồi. Bởi vì cái clip này nó dài 12 phút 51 giây. Các bạn nhìn thấy cái khoảng thời gian đăng post và khoảng thời gian đăng clip của cái người lên tiếng có tên là Hồng Nam này, nó có vấn đề gì không các bạn? Rõ ràng đúng không? Nếu như mà các bạn là một cái người mà xem hết toàn bộ cái clip đó, là các bạn sẽ phải tốn hết 12 phút 51 giây chưa tính cái phần quảng cáo. Mà thật ra thì kênh này nó cũng đâu bật kiếm tiền đâu mà có quảng cáo các bạn. Đó. Thì nếu như mà Phúc là anh chủ nhà nha, Phúc ngồi xem video clip này xong á, là ví dụ như thời điểm là 12 giờ trước đúng không? 12 giờ trước tức là vào khoảng thời gian là khoảng 8-9 giờ tối gì đó, ví dụ vậy. Thì xem clip đó xong mất hết 12 phút là cộng lên, thì đáng lý ra là để thêm một cái cuộc gọi điện thoại mà như anh chủ nhà nói là gọi cho Hồng Nam á, thì phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà ảnh ngay lập tức anh đăng được một cái status lên, ảnh nói là ảnh biết được nhiều sự thật trong chuyện này. Một cái nghi vấn mà chúng ta đặt ra, nhưng mà chúng ta có thể đặt ra hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hai người này có liên kết với nhau từ trước hay không. Câu hỏi thứ hai là anh chủ nhà có thật sự đang sử dụng cái câu chuyện sự thật để mà đánh lọc hay không, hay là anh đang lèo lái dư luận và tạo ra những câu chuyện drama để cho cái sự việc này nó không lắng xuống. Và Phúc tin chắc rằng hai câu hỏi trên cũng là hai đáp án mà mọi người muốn tìm kiếm luôn đó. Thì các bạn có thể thấy là cái hướng đi của anh chủ nhà hiện tại là anh không đánh về mặt pháp lý nha. Tại vì pháp lý không có gì để đánh nữa rồi. Nhưng mà anh đang đánh về cái mặt truyền thông. Có nghĩa là sao? Làm cho hình ảnh của Lộc càng ngày càng xấu đi, và làm cho hình ảnh của Thủy càng ngày càng xấu đi, thì dư luận sẽ đứng về phía ảnh. Nhưng mà ảnh sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay chủ đề của Lộc không phải là chủ đề còn hot nữa. Và dư luận người ta cũng rất là thông minh để mà nhìn ra những cái động thái của anh. Do đó là cho dù anh có tìm người này tìm người kia, làm những video khác nhau, sau đó share kênh về trên cái kênh anh chủ nhà của anh, hoặc thậm chí là anh có thể nhắn tin điện thoại cho những người mà lên tiếng giúp Lộc, sau đó lôi kéo họ về để giúp, để cho họ là không lên tiếng nữa, để cho Lộc cứ như bị cô lập và không còn ai bên cạnh nữa đó. Thì các bạn có thể thấy là cái hướng đi của ảnh từ hổm giờ là nó đang theo cái chiều hướng đó, chứ nó không có theo chiều hướng là ảnh muốn ra tòa. Bởi vì ảnh thừa biết được rằng khi ra tòa ảnh sẽ bất lợi như thế nào. Thì giờ hiện tại là chỉ có cách duy nhất là ngồi phá thôi các bạn. Và cách phá là đánh bản quyền, đánh bản quyền xong đánh truyền thông đó. Còn về bản thân Lộc á, thật ra Lộc rất là mệt mỏi các bạn. Bởi vì á, người ta muốn đi làm, người ta muốn làm việc, chứ người ta không muốn cãi nhau về mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Cho đó là Lộc rất là muốn để mà chấm dứt cái chuyện này. Cho nên là Lộc cũng không phải là chờ chầu chực để mà ra nhiều video khác nhau để nói về vấn đề này đâu. Chỉ là tức nước vỡ bờ thôi. Con Dung xéo mãi cũng quằn thì nó mới bắt đầu, nó mới lên tiếng. Đó. Rồi bây giờ vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba là một cái mà mọi người đang quan tâm đó, là cái cách mà anh chủ nhà đang dùng để đánh truyền thông như thế nào. Thì các bạn cũng thấy qua những ngày qua thì anh kết hợp đánh truyền thông và kết hợp với cái công việc là đập gậy vơ. Thì anh chủ nhà cho những cái người mà cho rất là nhiều người comment vào video của Phúc, và những video mà những người nào mà gọi là giúp đỡ Lộc vạch trần phanh khui sự thật và phân tích những vấn đề. Thì trên kênh của Phúc đó, nếu mà các bạn xem, các bạn cũng để ý là có rất là nhiều nhân vật thường xuyên xuất hiện và comment vào video của Phúc. Nó không chỉ là những cái video về Lộc đâu, mà nó còn những video mà Phúc đăng mới dạo gần đây không liên quan đến chủ đề của Lộc, nhưng mà đều comment vào để có ý bên vực anh chủ nhà.
Xin hỏi rằng nếu như một fan cuồng nào đó, mà thật ra thì Lập cũng không phải là người nổi tiếng quá mà có fan cuồng đến mức mà đi từng video để comment như vậy các bạn, mà phải là những người có chủ đích người ta mới comment như vậy được, thì nội dung comment như thế nào thì các bạn có thể vào lại trong những video của Phúc mới gần đây để các bạn xem kỹ. Hoặc là nếu như mà các bạn lười quá thì các bạn vào thẳng tab cộng đồng á, Phúc có chụp lại để cho các bạn xem, thì các bạn sẽ nhìn ra được là những người này đều có gì đó với anh chủ nhà. Và thật sự đây không phải là nghi ngờ nữa các bạn, bởi vì Phúc theo dõi những người này rất là lâu rồi, theo dõi từ lúc mà Phúc lên những cái video đầu tiên về Lộc cho đến thời điểm hiện tại luôn á, theo dõi về cái cách mà ảnh comment. Bởi vì kênh của Phúc á là có xét duyệt comment, cho nên là những comment nào mà được Phúc duyệt á thì nó mới hiện lên. Và mỗi lần mà Phúc duyệt comment của những bạn này là Phúc muốn rằng mọi người nhìn thấy được cái cách mà anh chủ nhà đang sử dụng như thế nào, để mà dư luận người ta sẽ có được cái cách nhìn đúng đắn liên quan đến sự việc của Lộc. Hướng thứ hai mà anh đánh đó là anh chủ nhà là đang tấn công những người lên tiếng bảo vệ Lộc, tạm gọi là dắt mũi và lèo lái họ về phía ảnh. Có nghĩa là sao các bạn? Anh chủ nhà sẽ đứng ở giữa để tìm cách mà chia rẽ nội bộ của Lộc, chia rẽ những người lên tiếng giúp Lộc. Và các bạn thấy đó, dạo gần đây thì cũng có khá là nhiều người đã không còn lên tiếng giúp Lộc nữa. Không phải vì Lộc vong ơn hay là bội nghĩa hay là Lộc không nhờ sự giúp đỡ của những người này đâu, mà vì đơn giản là những người này không có sự kiên định, không có sự kiên định trong cái sự lựa chọn của mình. Và các bạn sẽ đặt một dấu chấm hỏi là nếu như mà Lộc không tin tưởng người đó thì chắc chắn là sẽ không giao cái bản hợp đồng cho người đó đâu. Ngay từ lần đầu tiên á, khi mà bắt đầu sự việc á, thì Lộc đã giao bản hợp đồng chính cho những cái người mà Lộc tin tưởng và mong muốn rằng những người đó sẽ giúp Lộc. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó chỉ vẫn là nằm ở câu nói thôi, giúp như thế nào thì vẫn chưa rõ. Và ngay cả khán giả khi mà xem những video của Phúc á đều cũng sẽ thấy rằng là Phúc, tại sao Phúc cứ nói hoài mỗi cái vấn đề về Lộc này vậy? Thật sự có ích đó các bạn. Phúc sẽ nhận được những cái lượt đăng ký từ Lộc nè, rồi Phúc cũng sẽ được nhận được những cái lượt view từ những người xem. Nhưng mà để cho những cái người xem đó và những người đăng ký đó thật sự cảm thấy tin tưởng có giá trị khi mà đăng ký một kênh nào đó, thì bản thân Phúc cũng phải là người có hành động. Và điều đó được thể hiện thông qua những video mà Lộc chia sẻ lên trên kênh YouTube của Lộc về cái việc mà Phúc đã có những đóng góp như thế nào. Và thực tế là Phúc cũng không cần phải Lộc phải làm một cái video và chia sẻ cảm ơn quá nhiều đó các bạn, bởi vì nó cảm thấy giống như là mình đang lợi dụng Lộc nhiều hơn. Lộc tự biết sẽ cảm ơn như thế nào, và trong tâm Lộc có cảm ơn hay không thì mọi người đều biết hết. Do đó là chúng ta đừng đặt nặng cái câu chuyện là phải có những cái video cảm ơn này thì tôi mới làm, hoặc là phải có sự nhờ vả của Lộc thì tôi mới làm. Thực tế là có những video Phúc lên đó để nói về Lộc, để phân tích pháp lý cho Lộc, Lộc không hề nhờ vả và Phúc phải làm video đâu. Lộc chỉ nhờ Phúc là tư vấn thôi và đưa ra cái chiến lược để giúp Lộc thôi. Nhưng mà sở dĩ Phúc lên những video đó bởi vì Phúc cảm thấy cần thiết phải lên để cho mọi người biết được là sự việc này ai là người đang bị thiệt hại. Lộc cũng từng nhắn tin cho Phúc là bảo là thôi anh đừng có lên những cái video đó để làm gì, bởi vì lên những video đó thì dư luận nó lại tiếp tục nó cãi nhau, rồi em lại mệt mỏi trong cái việc đó, nó không có ích cho em. Nhưng mà thật sự là sau khi mà Phúc phân tích xong á, Lộc mới cảm nhận là nếu như mà không có những cái video mà Phúc lên, hoặc là những video mà Lộc lên để nói cho mọi người biết á, thì Lộc vẫn mãi mãi là một người bị ức hiếp một cách âm thầm, không ai lên tiếng giúp Lộc hết. Và cách tốt nhất để đánh truyền thông đó là dùng truyền thông để đánh truyền thông. Và để đánh dứt điểm cái việc này là phải có một cái sự thật. Và sự thật đó như thế nào thì bản thân Phúc và Lộc đều nắm trong tay cả. Vẫn đang chờ xem động thái của anh chủ nhà. Anh chủ nhà cứ tiếp tục lèo lái dư luận đi, cứ tiếp tục cho ra những cái bằng chứng mới mà anh cảm thấy là anh thuyết phục. Đến một cái thời điểm nào đó sau khi anh công khai tất cả thì cũng là một thời điểm mà Lộc phản đòn lại. Bởi vì Lộc đã cho anh một cái hướng đi rất là tình anh em rồi. Các bạn đặt thử một câu hỏi đi, nếu như mà Lộc không cho người khác con đường lui thì Lộc sẽ không chấp nhận bỏ ra 100 triệu để anh chủ nhà dừng lại cái việc này đâu. Rõ ràng về câu chuyện pháp lý anh chủ nhà không làm gì được Lộc. Câu chuyện bản quyền thì chúng ta phải đợi chờ xem là nét giải quyết như thế nào đó. Nhưng mà Lộc đã quyết định đó là sẽ đưa 100 triệu cho anh chủ nhà để dừng lại chuyện này. Đó là một cái sự thiện chí rồi các bạn. Một người người ta có rất là nhiều quyền lợi nhưng mà người ta vẫn hy sinh cái quyền lợi đó cho một cái người đang gây thiệt hại cho mình, thì tại sao anh chủ nhà không lựa chọn mà anh chủ nhà đòi hỏi thêm một cái khoản tiền lớn hơn, hoặc anh chủ nhà sử dụng cái cách này để làm gì? Đó có phải là xuất phát từ bản tính của anh hay không? Một người có lòng tốt thì sẽ không bao giờ làm hại người khác, và cách của anh đang làm chính là hại người khác đó, mà một cách hại
không đúng theo pháp luật. Qua video này thì tôi muốn có một lời nhắn nhủ đến anh chủ nhà. Anh cứ tiếp tục diễn cái vai diễn của mình đi. Bởi vì khi anh diễn xong thì khán giả sẽ là người bình luận. Và những cái bình luận mà chê trách, chửi anh nó sẽ đi theo suốt cuộc đời của anh. Anh có nhớ cái câu là sống vinh nó còn hơn chết nhục không anh? Cái việc anh đang làm là việc để khiến anh chết nhục chứ nó không phải làm cho anh tung vinh lên đâu. Và tôi cũng muốn nói với anh một cái điều sau cùng thôi. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi vụ này và tiếp tục xem những cái động thái mới của anh. Tôi sẽ xem rằng anh sẽ làm gì tiếp theo, nó có đúng như tôi nghĩ hay không ha. Rồi, mời anh viết tết tiếp theo.